Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tin Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị các bạn như sau. Với quyết tâm có được thể trạng tốt nhất cho giai đoạn tập huấn tiền mùa giải, họ về Luxor đã luồn lịch nghỉ hè để tập luyện. Sau khi kết thúc mùa giải 2018-2019 thảm họa, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa bóng mới. Bởi vậy, chiến lược gia người Na Uy đã lên tiếng cảnh báo bất cứ ngôi sao nào ở lại sau kỳ nghỉ hè trong tình trạng thừa cân đều sẽ bị loại khỏi chuyến du đấu đến Australia, Singapore và Trung Quốc của Man United. Đó là lý do Luxor lao đầu vào tập luyện khi các đồng đội khác đều đã nghỉ hè. Theo ghi nhận từ Daily Mail, suốt tuần qua, Solskjaer đã có mặt ở trung tâm Carrington và tập luyện một mình. Trong quá khứ, hậu vệ trái người Anh từng bị chỉ trích vì không chú ý đến cân nặng của mình trong thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Do vậy, cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Quỷ Đỏ đã tranh thủ những ngày nghỉ để giữ dáng và có được sự chuẩn bị tốt nhất về thể trạng cho giai đoạn tiền mùa giải. So từng phải thuê chuyên gia dinh dưỡng riêng để lên thực đơn giúp anh giảm cân. Hè năm ngoái, ngôi sao 23 tuổi tham gia một đợt huấn luyện với huấn luyện viên thể lực riêng. Chưa kể, anh còn thường xuyên tập luyện trong phòng gym và chạy bộ để có được vóc dáng cân đối. Trở lại với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, ông từng tỏ ra rất thất vọng về thể lực của nhiều cầu thủ ở MU và tin rằng thể lực sa sút là một trong nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn nghèo nàn trong giai đoạn cuối mùa giải qua. Huấn luyện viên 46 tuổi dự định sẽ có những quy định chặt chẽ hơn và muốn đội ngũ nhân viên thể lực lên kế hoạch chi tiết để toàn đội có thể duy trì được cường độ làm việc liên tục trong suốt mùa giải 2019-2020. Theo báo giới Tây Ban Nha, trung vệ Sergio Ramos đã có cuộc gặp gỡ chủ tịch Florentino Perez tại nhà riêng để bàn chuyện chia tay Real Madrid. Sau khi Iker Casillas rời Bernabeu, Sergio Ramos đã được chọn làm thủ lĩnh của Real Madrid cùng với kèn kèn trắng. Trung vệ người Tây Ban Nha đã giành nhiều danh hiệu lớn mà đáng kể nhất là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Rất được tín nhiệm và là người có tiếng nói ở sân Bernabeu, nhưng Ramos lại bất ngờ tính chia tay Real Madrid trong phiên chạy hè năm nay. Thông tin này đã được tờ Marca tiết lộ cách đây ít giờ. Cụ thể, sau mùa giải trắng tay, trung vệ 33 tuổi này đã cân nhắc rời sân Bernabeu. Thậm chí, theo nguồn tin trên, Sergio Ramos đã có cuộc gặp gỡ chủ tịch Florentino Perez tại nhà riêng của mình cách đây 2 tuần, cùng người Anh và cũng là đại diện của mình. Ông Perez đã sững sờ trước kế hoạch ra đi của trung vệ người Tây Ban Nha. Khi đó, Florentino Perez chưa đưa ra câu trả lời. Ông hẹn sẽ nói chuyện với Ramos vào một ngày khác, với hy vọng họ sẽ thuyết phục trung vệ 33 tuổi này ở lại sân Bernabeu. Ban lãnh đạo Real Madrid cũng rất lo ngại bởi nếu Ramos ra đi, họ sẽ gặp khó khăn trong việc ổn định đội hình trong mùa giải 2019-2020. Hiện chưa rõ quyết định của Sergio Ramos, nhưng theo Marca, trung vệ 33 tuổi này đã nhận được sự quan tâm từ phía PSG. Đội bóng thủ đô Paris rất muốn có được sự phục vụ của trung vệ này trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Ở tuổi 33, Ramos không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Đây là một trong nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút ở mùa giải năm nay. Do đó, theo Marca, Ramos cho rằng anh không còn đủ năng lực để tiếp tục lĩnh sướng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ban lãnh đạo Arsenal đang muốn chiêu mộ không những một mà là nhiều bom tấn để cải thiện hàng thủ. Arsenal đã có một mùa bóng không thành công ở giải quốc nội. Họ bật khỏi top 4 và phải níu kéo hy vọng dự Champions League bằng con đường vô địch Europa League. Nguyên nhân chính dẫn tới việc pháo thủ chơi không tốt mùa này là hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm của họ. Thống kê chỉ ra Arsenal là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất trong 5 đội dẫn đầu Premier League. Thậm chí số bàn thua của họ nhận về còn nhiều hơn cả Wolves, tân binh mới lên hạng. Cụ thể pháo thủ thủng lưới tới 51 bàn sau 38 vòng đấu, còn Wolves chỉ thủng lưới tới 46 lần. Đây là lý do ban lãnh đạo Arsenal quyết tâm cải tổ hàng thủ ở mùa hè này. Theo tờ EPK tiết lộ, Arsenal đang quay lại với thương vụ Samuel Umtiti. Cụ thể, pháo thủ sẵn sàng chống lên bàn đàm phán 60 triệu euro, tương đương với 53 triệu bảng, con số kỷ lục cho một hậu vệ tại Arsenal để đưa Umtiti về sân Emirates. Nước đi này của hai bên không có gì khó hiểu bởi Barca đã rất cần về trung vệ Matic de Ligt của Ajax. Còn truyền thông Anh cho rằng Laurent Koscielny sẽ có trận đấu cuối cùng cho pháo thủ tại Baku sắp tới. Koscielny đang ở năm cuối trong hợp đồng với Arsenal. Hiện tại, Bayer Leverkusen, AC Milan, Monaco, Rennes đang rất muốn có được sự phục vụ của cầu thủ 34 tuổi này. Nếu Umtiti nổi lên từ khá sớm và từng vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp, thì cái tên Ibrahima Konec còn đang rất xa lạ với người hâm mộ Arsenal. Trung vệ 19 tuổi này vừa trải qua một năm thi đấu khá thành công trong áo RB Leipzig. Theo tiết lộ từ Euro United, Liverpool và Arsenal đều đang dành những sự quan tâm đặc biệt cho Konec. Mùa vừa qua, Konec ra sân tổng cộng 2.431 phút, tương đương với 28 trận ở Bundesliga. Điểm mạnh của cầu thủ này là những pha không chiến khi sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m92 kèm theo cân nặng gần 100kg. Tuy nhiên, Konec không được đánh giá cao ở khâu chuyền bóng. Anh chỉ chuyền bóng chuẩn xác 76% Bundesliga. Nếu Emery muốn anh chơi như một trung vệ dập thì khá ổn,
Nhưng để đọc tình huống hay tham gia vào khâu phát triển bóng từ phần sân nhà thì cần phải có thêm thật nhiều thời gian. Cơ hội để Manchester United để sở hữu một trung vệ chất lượng đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Man United đang lên kế hoạch cải tổ lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong bối cảnh những Eric Bailly, Phil Jones hay Chris Smalling liên tục gây thất vọng, thì vị trí trung vệ trở thành mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ. Theo đó, báo chí Anh liên tục loan tin, Man United đã sớm tiếp cận cái tên như Khalidou Koulibaly của Napoli, Raphaël Varane của Real Madrid hay Harry Maguire của Leicester City. Trong số này, Man United hướng sự chú ý đặc biệt tới Harry Maguire. Ở chiều hướng lại, Leicester City cũng sẵn sàng để Harry Maguire ra đi. Cụ thể, nguồn tin từ Metro khẳng định, nếu MU muốn có được chữ ký của Maguire, họ phải chi khoảng 90 triệu bảng, con số kỷ lục đối với một hậu vệ. Harry Maguire từng rất muốn chuyển đến Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã ký một hợp đồng gia hạn với Leicester City sau khi bị từ chối yêu cầu chuyển nhượng. Buồn bã Harry Maguire, Man United đã rất khốn đốn trong mùa giải vừa qua. Với 4 năm còn lại trong thỏa thuận của Harry Maguire, Leicester City cảm thấy họ đang nắm giữ quyền tự quyết số phận của trung vệ này và tự tin sẽ nhận được một khoản phí kỷ lục thế giới cho một hậu vệ nếu Harry Maguire rời đi. Như đã đưa tin, huấn luyện viên Zinedine Zidane đang ra sức tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng cập bến Santiago Bernabeu. Bên cạnh đó, thượng tầng Nhà Trắng cũng tích cực đàm phán hàng loạt bom tấn nằm trong danh sách chuyển nhượng của Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez hiểu rõ chỉ có chi thật nhiều tiền, mang về những siêu sao hàng đầu thế giới mới ngay lập tức giúp Real trở lại với đỉnh vinh quang. Hàng loạt gương mặt triển vọng nằm trong tầm ngắm của nhà đương kim vô địch châu Âu như Eden Hazard, Christian Eriksen, Paul Pogba hay N'Golo Kanté. Tuy nhiên, hai cái tên mà Los Blancos thèm khát nhất vẫn là Neymar và Kylian Mbappe. Những động thái mới nhất từ truyền thông quốc tế có thể khiến các cổ động viên yêu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cảm thấy hứng khởi. Cụ thể, theo Diario Gol, Real Madrid và Paris Saint-Germain đã đạt được thỏa thuận về thương vụ chuyển nhượng Kylian Mbappe. Đội chủ sân Parc des Princes sẽ xem xét để sao chẻ người Pháp ra đi, chậm nhất là năm 2020. Cũng theo nguồn tin này, những người đứng đầu hai câu lạc bộ như Florentino Perez và Leicester Enclave có mối quan hệ kinh doanh tuyệt vời. Bởi thế, cả hai đã đi đến thống nhất cho thương vụ bóng tấn cập bến Madrid. Nếu điều này thành hiện thực, Zidane sẽ chưa có ngay Mbappe mùa hè 2019. Nhưng nhiều khả năng mùa hè 2020, hợp đồng bom tấn mang tên Kylian Mbappe sẽ chính thức nổ ở Santiago Bernabeu. Thương vụ tiền đạo Quỷ Đỏ chuyển sang Italia thi đấu đang có những chuyển biến tích cực. Sau mùa giải 2018-2019, Inter Milan hứa hẹn sẽ đại cải cách bằng việc mời huấn luyện viên Antonio Conte ngồi vào chiếc ghế nóng. Dù chưa chính thức nhậm chức, thế nhưng cựu thuyền trưởng Chelsea đã ấn định hai cái tên ông muốn mang về sân Giuseppe Meazza. Theo đó, nhà cầm quân người Italia sẽ kéo theo cậu học trò cũ Victor Moses và ngôi sao của MU Romelu Lukaku. Nezaruri đang tìm một cái tên đẳng cấp để thay thế cho Mauro Icardi, người sẽ ra đi sau những mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Tờ Mirror còn cho biết Inter Milan đã rất nhanh chóng thúc đẩy thương vụ này và đạt được thỏa thuận cá nhân với Lukaku. Cựu cầu thủ của Anderlecht sẽ hưởng mức lương 175.000 bảng một tuần tại đội bóng mới. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đang nằm ở Quỷ Đỏ. Phó chủ tịch Ecuador tin rằng giá trị chuyển nhượng của chân sút sinh năm 1993 vẫn chưa sụt giảm. Vì lẽ này, ông đã đưa ra mức giá đến 70 triệu bảng cho cầu thủ người Bỉ. Thế nhưng phía Inter Milan chỉ chấp nhận chi 50 triệu bảng. Chưa dừng lại ở đó, MU muốn đối tác phải đưa cả Milan Skriniar vào thỏa thuận. Mùa hè 2017, nơi đó thành Manchester đã phải bỏ ra 75 triệu bảng để có được Romelu Lukaku từ Everton. Tuy nhiên, khi đội chủ sở Old Trafford thực hiện chiến lược thay máu lực lượng, cơ hội cho anh gần như là không còn. Nếu để tiền đạo 25 tuổi ra đi, Rodri Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn duy nhất một trung phong trong đội hình, đó là Marcus Rashford. Sau Barca chưa quên được ác mộng Liverpool, trung vệ Rijkaard Piqué thừa nhận anh chưa thể nuốt trôi được thất bại 0-4 trước Liverpool. Theo ngôi sao người Tây Ban Nha, những cơn ác mộng như vậy có thể tái diễn và Barcelona buộc phải viết rõ nguyên nhân tại sao họ thất bại, từ đó rút ra kinh nghiệm cho tương lai. David Luiz từng bị huấn luyện viên Sarri hắt hủi, chia sẻ với Daily Mail. David Luiz tiết lộ, Rui Maurizio Sarri từng nói thẳng ông không muốn anh ở lại ngay trong tuần đầu tiên tiếp quản Chelsea. Tuy nhiên, sau 3 ngày quan sát trung vệ người Brazil tập luyện, huấn luyện viên 60 tuổi đã quyết định giữ anh ở lại đây. Mới đây, Luiz còn được gia hạn hợp đồng. Man City chống người thay Sané. Trong trường hợp ngôi sao chạy cánh người Đức ra đi, The Citizen sẽ xúc tiến mua Joao Felix, tài năng trẻ của Benfica. Dù vậy, nhà vô địch Premier League muốn đàm phán mức phí chuyển nhượng phải chăng, thay vì bỏ ra 120 triệu euro phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ 19 tuổi này. Wenger hẹn ngày trở lại với bóng đá. Tôi sẽ quay trở lại với bóng đá, chắc chắn là vậy, Wenger nói với The Guardian. Ở vai trò nào thì tôi vẫn chưa biết, cho dù có phải vị trí huấn luyện viên hay không thì khao khát của tôi vẫn còn nguyên. MU nhờ Van der Sar thuyết phục De Ligt. MU đang hy vọng cựu thủ thành Edwin Van der Sar có thể giúp họ thuyết phục Matthijs De Ligt từ chối Barca và gia nhập Old Trafford.
MU đang có lợi thế bởi họ có mối quan hệ thân thiết với Edwin và De Sa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhớ subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.